cái gì bây giờ vẫn còn ngủ nữa? Nhà thì không dọn dẹp đi, bữa sáng thì không có. Mày định để tôi chết đói đi làm đấy à? Ôi giời ơi, hôm qua con bắt mẹ giặt một đống quần áo của con. Mẹ giặt đến tận khuya mới xong, ngủ mệt quá. Bây giờ mẹ mới dậy. Thôi, để mẹ đi vào mẹ làm ăn sáng chứ. Thôi, bây giờ mẹ mới làm, bây giờ con được ăn nữa. Con đi làm đây. Ờ. Đúng là già rồi, cả lầm cầm chậm chạp. Lên đây làm gì không biết nữa, ở quê đi. Chả thực sự gì. Thì mẹ thấy con ở có một mình mẹ không yên tâm, cho nên mẹ mới lên đây. Mẹ khéo nghĩ nhở. Có mà, bây giờ mẹ già rồi, chả làm ăn được cái gì cả, lên ăn bám tôi ấy. Khổ quá. Mẹ có mỗi một mình con, sao con lại nghĩ thế? Thôi, lại diễn, tôi đi làm đây. Sao hôm nay anh đến sớm thế? Anh đến để chào mẹ em một tiếng. Ừ, sao lại chào mẹ em? Buồn cười. Yêu nhau 3 năm rồi, đã lúc nào anh được gặp mẹ em đâu. À. Phải để cho con rể chào mẹ vợ một câu chứ. Nhưng mà... Sao đấy? Thầy có chuyện gì à? À không, có chuyện gì đâu. Tại anh không bảo em trước. Hôm nay mẹ em phải đi dậy sớm mất rồi, để ông Khang nhá. Tiếc thế. Anh thề là anh chuẩn bị tinh thần gặp mẹ em lắm rồi đây này. Tôi để ông Khang đi, còn nhiều dịp mà. Với cả, mình đi luôn đi, em đói quá, em chưa ăn sáng. Thôi, để ông Khang vậy. Con đi làm về dưới đây hả? Mẹ đang làm cơm cho con ăn đây này. Mẹ lại cho tôi ăn rau à? Ăn rau tốt mà con. Với cả hôm nay mẹ làm những cái món mà hồi nhỏ con thích nhất đấy. Hồi nhỏ, lúc nào cũng hồi nhỏ thôi. Bây giờ tôi lớn rồi, tốn thiệt mấy món này đâu. Quanh qua lên quanh mấy cái món nhà quê này, suốt cái bắt tôi ăn. Mẹ biết mẹ nhà quê, mẹ làm con xấu hổ. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mẹ cũng là người sinh ra con. Mẹ là tốt nhục của đời tôi đấy. Nếu không có mẹ, làm sao tôi khổ như này chứ. Bây giờ lúc nào tôi đi đâu, tôi cũng sợ người ta bàn tán xì xào, khinh thường tôi. Alo ạ. Cái gì? Anh đang ở cửa nhà em rồi á? Vâng, chờ em một tí ạ. Mẹ thấy chưa? Bây giờ người yêu tôi đến rồi kìa. Thế để mẹ nấu cơm cho cậu ăn luôn. Mẹ bị làm sao vậy? Mẹ không hiểu ý tôi à? Bây giờ như nào bây giờ? Không thể được. Không thể để anh ấy biết mẹ là mẹ tôi được. Bây giờ mẹ. Mẹ đi trốn đi con. Vào nhà vệ sinh trốn đi. Đừng gây ra tiếng động gì đấy. Sao lại về thế hả con? Mẹ là mẹ của con cơ mà. Mẹ muốn nhìn mặt cậu ấy, xem cậu ấy có đối xử tốt với con không. Việc này thì mẹ không cần phải lo. Anh ấy là chủ tịch, gia đình thì gia giáo, mà anh rất yêu tôi nữa. Nhưng mà mẹ muốn nhìn mặt cậu ấy, con cứ để mẹ ở đây đi. Không được, bây giờ mẹ đi vào kia, trốn đi. Cấm người ra đứng động gì đấy. Đi nhanh lên. Con ơi, đi nhanh. Con lại làm như thế. Thôi con ơi, con ơi. Mẹ vào trong đi. Cho mẹ. Không được. Đưa mẹ đi ra, mẹ xem mặt cậu một tí thôi. Không được, mẹ trong này đi. Mẹ người ra đứng động gì đấy. Nếu anh ấy biết, anh ấy bỏ rơi tôi thì làm sao. Mẹ con đi. Cho mẹ đi ra một tí thôi. Wow. Anh vào đi. Mà hôm nay anh đến chả báo trước em gì cả. Là em bất ngờ quá. Hôm nay ở công ty, thấy bảo em thèm đồ chua, nên anh mua xoài xanh đến cho em này. Thích không? Đấy. Em xin. Với cả anh mua vịt quay đến để cả nhà cùng ăn. Mẹ em đâu rồi? Mẹ em á? Mẹ em đang đi dậy anh ạ. Cái gì? Muộn thế này rồi mà mẹ em vẫn dậy á? Học sinh bây giờ chúng nó chăm học lắm. Với cả mẹ em dạy tốt nữa. Cho nên là phụ huynh năn nỉ mẹ em ở lại dạy tiếp đấy. Thôi kệ, đợi mẹ em vậy.
Có gì trong nhà vệ sinh à? À, con mèo nhà hàng xóm ấy mà. Tội lắm, toàn bị bỏ đói thôi. Chứ là suốt ngày chạy sang nhà em đấy. Em cũng thương nữa, chứ em giữ lại. Để cho nó ăn xong rồi em thả nó đi. Để vào xem nào. Ơ, không cần đâu. Con mèo chắc lại nghịch cái gì rồi đấy. Ừ, alo. Tôi đây. Sao? Ừ, được rồi. Ừ. Tiếc quá. Chưa được gặp mẹ em mà công ty có việc bận mất rồi. Ừ, thôi không sao đâu. Nếu anh bận thì cứ đi đi. Dù sao hôm nay mẹ em không có nhà nữa. Ừ. Thế với mẹ tự ăn nhá. Ừ. Anh đi nhá. Bye. Mẹ đi ra đây đi. Đi ra đây. Con, mẹ đau lưng quá. Có phải lúc nãy mẹ cố tình làm rơi đồ để anh biết chuyện đúng không? Không, tại vì mẹ đau lưng quá. Mẹ mới lỡ tay làm đổ mấy cái đồ trong nhà tắm thôi. Mẹ thôi đừng có giết nữa. Không được rồi. Bây giờ mẹ nguy hiểm lắm. Bên kia đường đang có cái nhà tuyển nhân viên đấy. Từ mai mẹ qua ấy làm đi. Con ơi, mẹ già rồi, sức khỏe không được như trước nữa đâu. Mẹ nghĩ mẹ không làm được. Mẹ thôi cái trò cũ này đi. Năm xưa mẹ làm bao nhiêu việc có tính kêu ca cái gì đâu. Có phải bây giờ mẹ thấy tôi giàu rồi, mẹ muốn ăn bám tôi đúng không? Mẹ không bao giờ nghĩ như thế đâu. Tôi bảo mẹ đi rửa bát thì mẹ phải đi. Còn nếu mẹ không thích thì về quê đi. Đừng có ở đây vướng chân vướng tay tôi. Nóng là cốc bia đi. Ừ. À, thì cô cho con gọi hai cơm rang dưa bò với hai cốc bia cô nhá. Vâng ạ. Vâng. Bảo đừng đấy làm cái gì nữa, cũng đi đi. Dạ, vâng ạ, tôi đi ngay đi ạ. Con làm sao đấy? Cô ấy ít nhất ra phải đáng tuổi mẹ em, nên em ăn nói với cô như thế. Bạn tao không xứng đáng là mẹ em, quê muộn lạc hậu, em ghét bà ta. Gì đấy? Em nói gì đấy? À, ý em là bà ta quê mùa, em không thích. Này, anh ra ngoài nghe điện thoại. Dạ vâng ạ. Rồi đây rồi. Phải, nhưng mà suýt nữa thì anh ấy nhận ra mẹ là mẹ của tôi đấy. Mẹ có nói cái gì với cậu ấy đâu. Mẹ còn muốn nói gì với anh ấy nữa. Tại sao tôi lại có người mẹ như mẹ cơ chứ? Mà tôi nhắc mẹ nhá, cấm nói cái gì và cấm để lộ cho anh ấy biết cái gì đấy. Ra đây là mẹ em. Ủa? Anh... Chào cô ạ. Anh nghe cái gì rồi ạ? Đủ để muốn chia tay với cô. Anh ơi, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đây là mẹ em nhưng mà không phải mẹ ruột đâu ạ. Đây chỉ là mẹ nuôi em thôi. Em thấy bà ta khổ quá nên mới nhận về để chăm sóc thôi ạ. Cô nghĩ tôi ngu thế ạ? Nếu là mẹ nuôi, sao ngay từ đầu cô không nhận? Em sợ
ghét em. Em sợ em không xứng đáng với anh. Tất cả chỉ vì em yêu anh thôi. Sai. Cô không vì tôi, mà cô vì cô. Cô bất hiếu, cô độc ác. Cô bắt mẹ mình phải đi rửa bát thuê. Tôi không nghĩ cô lại là con người như thế đâu. Em... Cậu ơi, cậu... Con gái tôi nó yêu cậu lắm. Cậu đừng bỏ rơi nó. Tôi xin cậu đấy. Thế cả, chúng ta đã cưới nhau rồi mà. Anh đừng bỏ em. Cô thật may mắn khi có một người mẹ như thế. Nhưng tiếc rằng cô đã vứt bỏ đi cái may mắn ấy rồi. Cô sẽ không cưới cô nữa. Không bao giờ tôi cưới một loại người như cô. Anh biết sai rồi mà, anh tha lỗi cho em đi một lần này thôi ạ. Em sẽ sửa sai mà. Cô sẽ không sửa được đâu. Nhân cách của cô đồi bại cũng không sửa được đâu. Tôi với cô chia tay. Cậu, cậu đừng bỏ rơi con gái tôi nữa. Cháu xin lỗi cô. Nếu như tôi cưới cô vậy, cô sẽ còn đối xử với bố mẹ tôi như thế nào nữa? Cháu xin lỗi cô. Cháu không thể yêu một loại người đối xử với mẹ mình như thế được. Tôi với cô chấm dứt.